Chiếc M47 này giờ nó chuẩn bị lấy ra dọn mới lên nguyên chiếc nha anh em. Đó. Thì thời gian làm chắc khoảng là 15 ngày là xong ha. Đây, bữa nay là bữa ngày làm không có lỗi nữa, có công chuyện quá nên không có quay được. Thì bây giờ dần chân đã làm xong số thì đó. Đã gáp vô lại ha. Đó. Đây khá là nhiều. Này giờ đang trong công đoạn sơn ha, đó đúng màu sơn ghim của ta luôn. Cái này chắc cỡ vài bữa nữa là xong, đang gáp cho nó bồn cũng làm xong hết rồi. Cái này cũng mới sơn luôn. Làm mới này giờ bắt đầu gáp xích vô xong hết rồi đó, hộp số gáp xong, đầu sơn cơ bản đã xong. Cái máy này bữa nay là hình hài là đầy đủ hết rồi ha, chỉ còn dán tem đó là xong nha các bác. Đây bông cuốn ở đây mới chát rất là bóng luôn ha. Đây phần đây đây hình thành xong rồi đây. Đó, lưới mới thì Kuro mới hết nha. Đây, đèn chân xích mới, số làm lại mới luôn. Bằng đồ hết nha, chính hãng hết nha. Rồi máy xong rồi đó ha, giờ bắt đầu em chạy ra đây thử một số thứ, rồi cái gì xong là rửa luôn lên máy luôn ha. Cho các bác nha, thì cái máy này bây giờ lên rồi, nãy giờ em quay không kịp, mới vừa về tới, mới đi công chuyện về ha. Thì bên này Vĩnh Long xuống chỉ thị 15 rồi đó, máy gì đã lên xong. Hôm qua em có quay cái lúc rửa rồi đó, giờ chắc là một mớ xuồng được về bắt nữa ha. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, bên này về đến 6 chiếc ha, thì cái này là máy Thái 100% 1747. Thì chút nữa anh em xuống mà sẽ quay chi tiết điều kiện cho anh em xem nha. Quay sơ sơ trước thì có phụ tùng kèm theo, có gì mình sẽ thay vô máy luôn. Đây cũng vậy. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha, sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây cái sơ của mình của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây. Đó, chiếc này cũng đang gã hết ra, chiếc này gã nhiều nữa đây nè, này là đại tu luôn á. Này chiếc này giờ đang làm hộp số gã ra làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu được chuyên bày máy ha anh em, đó nên có lượng máy thoải mái nha. Rồi cảm ơn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Thì mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Thì hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy Thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em cứ lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây.
Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.